Em xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Tuấn chuyên mua bán các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng. Có địa chỉ 88A Trương Công Gia, Dịch vọng Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay thì à, em xin phép lên sóng cho anh chị và các bạn một chiếc xe à, hạng C đến từ Nhật Bản. Một chiếc xe phải nói là nồi đồng cối đá đến từ à, thương hiệu Toyota. Đây là chiếc Toyota Yaris. Chiếc xe này của em thì sản xuất năm 2017 là phiên bản à, 1.5G anh chị nhé. Chiếc xe này của em thì cũng đã lăn bánh được à, hơn 5 vạn km rồi và tư nhân sử dụng mang biển số thành phố xe thì mang ngoại thất là màu bạc nó và nội thất thì là màu đen à, trong phân khúc Yaris e -E này thì uh, phiên bản G là một phiên bản uh, cao cấp nhất rồi sẽ được trang bị uh, thêm một vài những cái tính năng thôi anh chị nhá đó cái chất lượng đầu vào thì bên em cũng đã kiểm tra cực kỳ là kỹ càng rồi uh, khi uh, qua bên em xem xe đi vào chung kết được thì anh chị hoàn toàn có thể mang xe đi bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng của xe mang ra gara do anh chị quen biết hoặc là mang vào hãng để kiểm tra chất lượng của xe. Nếu như anh chị nào mà đang chưa đủ tài chính để trả tháng chiếc xe này bên em, thì bên em cũng sẽ hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe với lãi suất là ưu đãi và giải ngân nhanh chóng ạ. Với những chiếc xe mà đến từ Nhật, đặc biệt là Toyota này thì em phải nói là về công nghệ option thì không thể bằng những chiếc xe đến từ Hàn rồi. Nhưng mà đổi lại chúng ta có một cái xe lành lặn này, bền bỉ, tiết kiệm. Cái giá trị cốt lõi nó mang lại thì có thể là rất là trường tồn. Những chiếc xe đến từ Nhật này thì phải nói là đi không biết đến bao giờ mới hỏng, nếu mà anh em đi bảo trì bảo dưỡng tốt này, bảo dưỡng theo cấp độ này thì đúng nói thật không biết đến bao giờ mới hỏng. Trừ khi anh em chán thì em chịu. Đó. À nghề xe anh em em hay uh, nói đùa là các chủ tịch đi uh, lăng Cruiser rồi thì chắc vợ các chủ tịch phải đi Yaris. Uh, thì cũng đúng thôi vì đây là một chiếc xe hatchback nhỏ gọn đi trong phố rất là tiện lợi mà option thì không có nhiều chị em mà không hay đi đường dài đi đường dài thì có xe của chồng rồi thì chiếc xe này cũng chỉ sinh ra để các vợ các chủ tịch là đi ví dụ như là đoán con đi học này đi chợ này hay này đi du dương cà phê thì rất là hợp lý đây cái cụm đèn thì cũng được trang bị là cụm đèn là bi projector thôi à, Có mỗi cái bóng bi này thôi ạ Còn đâu là bóng halogen hết anh chị nhé Đèn xi nhang này rồi là đèn gầm Đó. Mầm lốp này Mầm lốp thì là lốp 15 inch Đó. Vành thì à, vành đúc đa chấu Lốp thì còn rất là dày anh chị nhé Anh chị có nhìn, nhìn thấy cái rãnh lốp này Rất là sâu với cái lốp còn dày như này thì chắc là đi phải được 3 đến 4 vẹn nữa mới cần nên thay lốp đấy ạ. Đó. Cốp xe trên một chiếc hatchback. Thì à, theo quan điểm em đánh giá, nếu mà chở ít đồ vừa đủ 2 3 chiếc ba lô hoặc là để thêm những cái đồ lặt vặt nữa thì rất là phù hợp. Không quá nặng. Đó. Cũng có cảm biến và chạm phía sau xe, cùng với đó là cam lùi anh chị nhé. Đây, nói chung là xe cộ này thì à, mỗi một khách hàng có một cái nhu cầu sử dụng chiếc xe khác nhau, có một cái nhu cầu sử dụng xe khác nhau. Có anh chị thì à, nhà nhiều xe rồi mua thêm về để cho chị em phụ nữ đi lại, cho nó nhỏ gọn dễ luồn lách. Mà quan trọng nhất nó là tiết kiệm lành lặn, không bao giờ phải nằm sưởng, phải hay là nay hỏng cái nọ mai hỏng cái kia. Đó là những cái gì giá trị mà tôi ta đem lại chứ không phải là những cái công nghệ option hiện đại quá thì hiện hại điện đó em nói thật em chia sẻ thật đó gương gập thì cũng là hoàn toàn là chỉnh điện này nếu mà một chiếc xe mà chỉ dành cho chị em phụ nữ thì cái thiết kế không gian nội thất này thì cũng rất là giản đơn chúng ta cũng sẽ có một cái vô lăng bọc da này có to nhỏ âm lượng thôi đèn thì cũng không vượt là đèn auto đâu anh chị nhé Màn hình này thì là màn hình theo xe rồi Kết hợp với camera lùi Điều hòa cơ Và có đèn nổ start top Một cái Cái này thì có khi Trên những chiếc lăng Cruiser Prado 2017, 18 có khi là vẫn Chìa cơ nhưng mà Yaris thì lại được trang bị là Để nổ start top rồi đấy ạ Củ số này thì đã được Bọc lại mới hơn, nổi bật hơn Phanh tay thì vẫn là phanh tay cơ hàng ghế thứ hai nhé hàng ghế thứ hai thì chắc chắn rồi luôn luôn sẽ căng bóng và đẹp hơn so với hàng ghế trên rất là căng này anh chị này những cái đường chỉ theo màu đỏ tạo điểm nhấn cho xe anh chị nhá à, những năm 2017 này thì sẽ sử dụng động cơ 1.5 lít và Yaris thì sẽ là 100% là nhập khẩu còn những năm 15 16 ấy, thì lại sẽ sử dụng động cơ 1.3 lít anh chị nhá anh chị lưu ý cho em cái vấn đề này và chiếc Yaris này thì em đang chào bán với giá là 470 triệu đồng giá cả thì hoàn toàn có thể thương lượng được khi anh chị quay trực tiếp salon bên em xem xe chạy thử và cảm nhận về xe và cũng đến cuối video rồi nếu như anh chị nào mà đang quan tâm về các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng và chiếc Yaris này của em liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình em sẽ hỗ trợ và tư vấn anh chị 24/ tư trên bảy ạ em xin được cảm ơn hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.